Xin chào buổi sáng tất cả các bạn, mình là Mẫn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm một cái chậu hình gốc cây có trang trí thì một cái chú gấu koala rất là dễ thương. Cách làm như sau nhé. Đầu tiên các bạn sẽ đắp một cái mô cát hình nửa vòng tròn. Mình sẽ dùng một cái tấm lưới nhỏ mình đắp lên trên cái phần mô cát này. Lưới này là cái loại lưới người ta sàn cát đó các bạn. Các bạn sẽ chà cho phần cát này thật là phẳng nha, để cái tấm lưới mình nó được cố định, nó vững chắc, mình dễ làm hơn. Và tiếp theo các bạn sẽ dùng hồ dầu mình tưới lên. Tiếp theo mình sẽ bỏ một ít hồ đã trộn sẵn lên. Cái phần hồ này mình sẽ tạo hình cái chú gấu koala. Phần khung lưới ở dưới thì để cho cái phần tạo hình nó vững chắc và mình mới có thể mình đem mình gắn lên cái chậu mình làm được nha các bạn. Các bạn cứ cho cái phần hồ vừa phải theo cái hình mình đã định sẵn, rồi để một tí xíu nó ráo. Khi cái hồ này vừa ráo thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành tạo hình. Mình chỉ tạo hình được khi cái hồ nó đã ráo nha các bạn, chứ còn ướt thì không có tạo hình được. Vì là clip này là khá dài các bạn, cho nên là mình sẽ tua rất là nhanh, mong các bạn xem thông cảm nhé. Và có một số công đoạn thì mình cũng cắt bỏ bớt để cho các bạn tiện theo dõi. Sau khi mình tạo hình xong thì phải để cho con gấu nó hoàn toàn là khô thì các bạn mới có thể di chuyển được, vì nếu không nếu các bạn lấy sớm quá thì nó sẽ bị bể các bạn. Lông của chú gấu thì mình sẽ dùng bằng giấy cước để mà mình chạy tạo hình. Đang làm mà mưa các bạn ơi. Tí xíu hy vọng là mưa sẽ hết thì mình có thể làm tiếp. Vì cái chỗ làm của mình á, mình che đã có cái tấm bạt ha, cho nên mưa nó tạt vô rất là nhiều. Nhiều lúc mưa lớn á, mình cũng không làm được các bạn. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái tấm lưới độ dài là 40cm. Mình tạo thành một cái trụ tròn về. Vì cái chậu của mình á, mình làm tổng chiều dài là có 35cm thôi, cho nên mình sẽ cắt hai cái phần mép ngoài của cái lưới và mình tẻ vào trong để cho cái lưới nó được cứng hơn. Mình sẽ lấy cái phần con gấu mà đã tạo hình lúc nãy, mình gắn lên trên. Tiếp theo mình sẽ tạo cái phần ghế cho cái chậu. Bạn sẽ trải một lớp hồ lên.
mình sẽ đặt một cái túi nhựa vào bên trong và mình sẽ cho cát vào. Cái cát nó sẽ giữ được cái chậu và nó sẽ che được cái phần mặt trong, thì lúc đó mình tô cái phần hồ bên ngoài á nó sẽ không có rớt nha. Mình sẽ đi một cái lớp hồ mỏng mấy phía ngoài. Các bạn không nên đi dày, vì nếu mà đi dày quá thì nó sẽ bị rớt cái phần hồ này xuống. Các bạn sẽ đi thêm lớp thứ hai để cho cái chậu mình nó chắc thêm nha, và để cho nó ráo. Sau khi cái phần chậu mình nó tương đối là nó ráo thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn đắp xi măng lên để các bạn tạo hình. Các bạn sẽ để cho cái phần hồ nó vừa ráo tí xíu và các bạn sẽ dùng một cái bay để tạo những cái thứ gỗ. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần vỏ cây bên ngoài.
sau khi làm xong thì các bạn để qua một đêm thì cái gốc cây của mình đã sẽ khô vậy, và các bạn sẽ xúc cái phần cát bỏ ra ngoài. Mình sẽ quét một cái lớp hồng mỏng phía bên trong nhé các bạn. Mới sáng ra mà trời đã mưa rồi các bạn, vì mấy hôm nay là bão á, ảnh hưởng của bão cho nên là mưa rất là nhiều. Mình không biết là cơn mưa này tới khi nào thì nó mới tạnh để mình làm tiếp được. Lại qua một ngày các bạn, vì hôm qua là mưa mình không có làm được. Và mình có làm thêm mấy cái phần chân đế dưới chậu các bạn, rất là mỏng luôn, và mình phan những cái lỗ để cho nó thoát nước nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ vệ sinh, thổi cho nó sạch cái phần bụi để mình tiến hành sơn. Màu sơn chậu thì các bạn có thể dùng cái màu hệ nước, hoặc là các bạn có thể dùng màu để pha với son thơm cũng được. Ở đây mình đang sử dụng màu hệ nước nha các bạn. Mình sẽ dùng cái màu nâu tối để sơn cái phần lõi gỗ trong trước. Nếu mà màu này các bạn không có thì các bạn có thể sử dụng màu đỏ pha với màu đen. Và nếu các bạn muốn cho nó nhẹ nhàng hơn xíu thì các bạn bỏ thêm một ít màu vàng vào thì nó sẽ ra cái màu giống vậy. Các bạn cứ sơn thoải mái nha, không có sợ lem các bạn, vì tí nữa thì mình cũng phải sơn lại cái phần vỏ cây. Cách pha sơn thì cũng khá là cơ bản, nhưng mà trong clip này á, vì là mình muốn chia sẻ cho những cái bạn chưa biết cho nên là mình cũng có nói về cái phần pha sơn. Những bạn nào biết rồi thì xem thông cảm nha, đừng có ném đá mình nha các bạn. Vì mục đích của mình làm clip là để chia sẻ cho những cái bạn mà chưa biết gì hết. Mình sẽ pha thêm màu đen vào cái phần sơn nãy mình đang sơn cái lõi cây các bạn, cho nó tối đi, mình để mình sơn cái phần vỏ cây nha. Mình sẽ dùng màu xám để sơn con gấu nha. Thì cái màu xám này là các bạn sẽ pha màu trắng với màu đen. Mình sẽ dùng màu vàng hoặc là màu cam tùy các bạn thích sáng tối thôi, thì các bạn có thể sơn màu nào cũng được, vàng hoặc cam, hoặc muốn tối hơn nữa thì các bạn có thể cho thêm đen vào ít thôi nhé các bạn. Và các bạn sẽ sơn cái phần cái lõi cây.
Tiếp theo thì mình sẽ sơn vỏ cây với màu nâu. Màu này thì mình pha màu đỏ với màu đen. Mình sẽ tiếp tục dùng màu sóng trắng để sơn con gấu. Mình sẽ dùng cọ để tạo phần nổi cho vỏ cây. Thì cái phần màu này á, là các bạn sẽ dùng cái phần màu vỏ cây lúc nãy, màu nâu đó các bạn thêm trắng vào nha. Mình sẽ dùng cọ lấy màu đen để vẽ phần mắt và mũi cho con gấu. Mình sẽ sử dụng súng phun sơn để tạo những cái vùng tối cho con gấu nó được sinh động hơn. Mình sẽ dùng màu trắng để sơn những cái điểm nổi trên con gấu. Mình sẽ dùng màu cam để vẽ mắt cho gấu. Mình sẽ sơn con ngư màu đen đậm.
mình sẽ dùng màu trắng để mình sơn hai cái điểm sáng trên mắt. Thì khi việc sơn này á, nó sẽ giúp cho con mắt của con gấu nó có hồn hơn. Như vậy là đã xong và mình để cho nó khô hoàn toàn và mình tiến hành sơn bóng lên. Mình dùng sơn bóng nước chống thấm để mà sơn hai lớp nha các bạn. Hiện giờ là mình đang sơn lớp đầu tiên. Cái mục đích của lớp bóng này á, là nó sẽ giữ màu và nó chống thấm nước. Và lớp thứ hai thì các bạn để vừa hơi ráo mặt thì các bạn tiếp tục phun lớp bóng thứ hai nha. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành, thì các bạn sẽ để nó khô hoàn toàn thì có thể sử dụng được nha các bạn. Và clip mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu các bạn thấy clip mình hữu ích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và để các bạn có thể nhận được những clip mới nhất từ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn.